Xin chào các bạn. Bữa nay chúng ta sẽ cùng nhau phân tích cái đề thi minh họa tuyển sinh vào lớp 6 năm 2024-2025 của trường Monolosop. Thời gian làm bài là 45 phút. Còn chúng ta nhìn lên phía 1 thôi các bạn. Ở phần này là hỏi về cái phonetics, tức là hỏi về cái cách phát âm thôi. Thì đây chúng ta xem là cái câu số 1 thôi. Thì đây là hỏi về cái chữ C hay các bạn. Chữ C nó sẽ có hai cách phát âm thông thường như các bạn. Thứ nhất là âm khờ và thứ hai là âm sở nha các bạn, tùy nhá. Câu A chúng ta đọc là calendar âm cờ nha các bạn. Celebrate S. Decorate âm cờ các bạn. School cũng là âm cờ ha. CH đọc âm cờ nha các bạn. Chỗ này thì do vậy chúng ta sẽ phải chọn là B nha các bạn. Rồi cái câu số 2 này, cái chữ S các bạn thì nó có hai cách, một là các bạn không đọc nha các bạn ha. Một là chúng ta nó là một cái âm câm ha. Hai là chúng ta sẽ đọc nó. Một lúc ta không đọc nha các bạn. Đó, chúng ta gọi là âm câm đó. Câu A chúng ta là honest cũng không đọc nha các bạn. Hour cũng không đọc ha. Honor cũng không đọc nha các bạn. Humor này có đọc nha các bạn. Do vậy chúng ta phải chọn đi ha. Câu số 3. Thì cái chữ viết như vậy thường nó sẽ có hai cách đọc. Một là các bạn đọc là âm O. Hai là các bạn đọc là âm L. Cái là throw âm O không các bạn. Allow âm L ha. Flow cũng là âm O các bạn. Grow cũng là âm O. Do vậy chúng ta phải chọn là B. Còn chúng ta nhìn vào phần số 2 thì phần này đó người ta yêu cầu chúng ta là nối các bạn ha. Chúng ta nối cái số 1 đó, số 1 và 3 đó, từ 1 và 3 với những cái đoạn văn ha, những cái chữ viết các bạn. Vậy thì chúng ta xem ví dụ người ta làm chúng ta câu số 1 này các bạn ha. Thì số 1 chúng ta viết là số 0 các bạn. 0 thì cái này là số 0 là row size nha các bạn ha. Đó, các bạn điểm ở cái phần không người ta nói là sao ạ? Đậu xe là không được phép các bạn. Trong vòng 25 mét các bạn từ cái cổng trường. Vậy thì đây là row size nha các bạn, biển các là bản báo chỉ đường. Thì các bạn nhìn sơ câu số 1 các bạn. School cafe. Tức là cà phê của trường mở cửa lúc mấy giờ ha? Vậy thì đây chúng ta thấy là nó nằm ở ngay chỗ là notice school các bạn, thông báo của trường ha. Vậy thì cái chỗ này các bạn bị số 1 nha các bạn. Nó đi rồi các bạn ha, đi số 1 đây. Là các bạn nhìn số 2 là for sale, là bán hàng, tức là một cái món ta để bán á. Ski boot size, tức là kích cỡ của cái giày trượt đó là 38. Điều kiện còn tuyệt vời các bạn. Make me an offer, tức là cứ ra giá đi. Vậy thì cái chỗ này là các bạn điểm số 2 advertise mà là quảng cáo ha. Vậy thì còn lại chúng ta sẽ chọn là cái số 3 là một cái bảng hiệu ở trên trong công viên đó các bạn ha. Thì cái bảng hiệu này có nghĩa là danger ha, là nguy hiểm, là băng mỏng trên cái hồ trong suốt cái tháng mùa đông. Rồi chúng ta nhìn với phần tiếp theo ha. Thì phần này chúng ta phải chọn một cái từ mà nó câu trả lời tốt nhất. Người ta cho chúng ta câu ví dụ nữa các bạn ha. Ta nhìn câu số 1 các bạn. Listen carefully. Nghe cẩn thận nè. I'm going to give you gì đó. Chúng ta nhớ cái từ advice này là một cái danh từ không đếm được hả các bạn. Nó là một uncountable. Vậy thì đây chúng ta sẽ không có dùng từ đồng, không một từ a few nữa các bạn. Không từ few được nha. Tại vì few với a few đi với danh từ đếm được. Và đến chúng ta chỉ còn từ some và little mà thôi. Cái từ little ở đây đó, nó có nghĩa là nó không có chữ ở nha các bạn. A little đó, nó có nghĩa rằng là một ít ở đây có nghĩa là enough, là đủ nha các bạn ha. Nhưng mà nếu mà người ta cho chúng ta là cái từ little ở đây đó các bạn, nó có nghĩa rằng là không, nó không có chữ ở đó, thì cái này nó có nghĩa là very enough các bạn, tức là không đủ đó ha, rất ít. Vậy thì nó phải chọn B lập lý nha. Nghe kỹ là tôi sẽ cho bạn một số lời khuyên đó. Còn các bạn nói là đây là rất ít lời khuyên thì không hợp lý, câu nó không có nghĩa. Nó ta nhìn câu số 2 các bạn. She spoke quietly to him. Cô ta nói chuyện với anh ta một cách im lặng. Không ai khác có thể nghe được một từ. Vậy thì chúng ta nói because là bởi vì, if là nếu, on đầu là mặc dù. Vậy thì chúng ta thấy là đây là cái kết quả để hả các bạn ha? Các bạn cho là từ so that là để nha các bạn. Ta nhớ là so that đây các bạn cộng là một clause nha các bạn ha? Chủ ngữ và động từ, các bạn thấy không, đây chủ ngữ nữa các bạn. Đây là động từ. Number 3 các bạn. Take the number 7 bus, tức là hãy lấy cái xe buýt số 7 đó. Và cái gì ở tại cái đường Forest. Vậy chúng ta có chữ ở đây là chúng ta phải gọi là get off nha các bạn ha. Get off là xuống xe ha, và xuống đón cái xe buýt đó và xuống ở cái đường Forest. Chúng ta nhớ là khi chúng ta nói cái lên xe đó, thì nếu mà lên xe đó, nếu mà chúng ta lên xe hơi chúng ta nói là get in nha các bạn. Thì trái nghĩa với nó là get out. Tại vì sao các bạn dùng get in là bởi vì các bạn phải chui vô trong đó, các bạn không có đứng lên trên đó các bạn đi được ha. Cho vậy mà tôi dùng get in. Còn những cái phương tiện đó mà chúng ta có thể đứng được
trong cái phương tiện nó ta đi lại dễ dàng thì chúng ta dùng get on nha các bạn. Get on thì trái nghĩa với nó là get off. Ví dụ như các bạn nói cái xe lửa đi các bạn thì nó là get on, các bạn nói trên nha, tại chúng ta có thể đi được trên đó mà các bạn. Xe buýt nó cũng vậy ha, máy bay cũng vậy các bạn. Câu số 4 nào. The children. Cái gì đó. Khi mà trời bắt đầu mưa này ở trong quá khứ hả các bạn? Vậy thì bên đây nó cũng phải quá khứ ha. Ta xem cái chỗ này chỉ có A và D thôi. Hai cái này là hiện tại rồi. Cái này là thiếu, câu A là thiếu thì các bạn. Vậy thì mình sẽ xem cái nghĩa như thế nào các bạn. Mấy đứa trẻ đó chơi đá banh khi trời bắt đầu mưa. Cứ như trời bắt đầu mưa thì mấy đứa này nó mới chơi đá banh. Còn nếu mà các bạn chọn đi đó, tức là khi mà trời bắt đầu mưa thì mấy đứa trẻ này đang chơi rồi. Có nghĩa là đang chơi thì trời bắt đầu mưa, tức là một hành động dài đang xảy ra, thì bị một hành động khác ngắn hơn cách ngang. Có nghĩa là khi các bạn dùng đi đó, thì có nghĩa rằng là những cái đứa trẻ này nó chơi trước đó rồi trời bắt đầu nó mưa. Còn nếu các bạn dùng si đó, tức là bắt đầu trời bắt đầu mưa thì mấy đứa này nó bắt đầu nó mới chơi đá banh. Vậy thì câu đi thì nó có vẻ hợp lý hơn các bạn. Nhưng mà nếu các bạn chọn si đó theo mình đó, thì nó cũng nghĩa thôi các bạn. Nghĩa nó cũng hợp lý các bạn. Nhiều khi tụi nó thích đá banh trong mưa thì sao các bạn ha? Ở đây chúng ta không có tình huống, nó không có rõ ràng các bạn. Tại vì cái từ when nó rất là khó chịu. Cái từ when đó. Câu số 5 các bạn. I'm always enjoy. Đó, cái này hỏi về đại từ phản thân ha các bạn ha. Thì ở đây chúng ta là I ha. Thì đương nhiên các bạn phải đợi, phải chọn là myself rồi nhá. Nè. Chúng ta nhớ là I thì đổi thành là myself nhé các bạn, đại từ phản thân ha. You thì các bạn đổi thành cho self ha. Đấy các bạn. Ở số ít thì các bạn đổi thành cho self nhé các bạn. Còn nếu mà số nhiều đó, để từ you nhé. Để từ you. Nếu mà các bạn đổi thành là yourself là số ít nhé các bạn. Nếu số nhiều đó, hai người trở lên các bạn mới là yourselves nhé các bạn. Thì nếu các bạn chưa xem cái video của mình về đại từ phản thân, các bạn có thể tra cái video, những cái video bên dưới của mình đó. Mình đã làm trong cái phần mà từ vựng bằng ngữ pháp A1, A2. Rồi các bạn nhìn câu số 6 các bạn. Linda, could you pass me cái gì đó, cái gói hàng ở trên bàn. Vậy thì ở đây đó, nói như vậy thằng Tom nó sure chắc rồi. Vậy thì cái này là xác định nha các bạn. Nào, ở đây chúng ta phải dùng the. Khi chúng ta dùng the đó là cả người nói và người nghe đều biết được cái gói hàng nó là cái gì, nó ở đâu không các bạn. Hoặc là chúng ta xác định có cái hàng đó ha. Còn nếu mà có nói là a parcel on the table, tức là trên cái bàn này nó có nhiều không các bạn, nó có nhiều cái gói hàng, thì thằng Tom nó lấy cái nào cũng được. Ở đây đó là chúng ta phải dùng the là chính xác nha các bạn ha. Tại thằng Tom nó là sure ha, chắc rồi. Tức là chỉ có một cái trên bàn thôi, nó khi mà nói xong câu đó là nó tự ra lấy thôi. Rồi chúng ta nhìn câu số 7 các bạn. Helen nó nói là congratulations, chúc mừng. Jane nó trả lời như thế bạn. You are welcome. Không có chi, không hợp lý không các bạn. What's a birthday thật là một điều đáng tiếc. Câu C là thank you là hợp lý không các bạn ha. Cái này sorry thì em xin lỗi điều không đúng nữa các bạn. Câu số 8 We didn't. Cái gì đó, to the station. Đúng lúc hơn các bạn, kịp lúc để bắt chuyến xe lửa. Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng là cái từ to ở đây đó là các bạn phải dùng get nha các bạn. Tại reach và từ arrive nó không đi với to nha các bạn ha. Ví dụ là reach, nếu các bạn dùng reach thì các bạn là reach the station là đến được cái station đó ha. Còn arrive đó là đến, thì các bạn phải dùng là arrive là at nha các bạn. Tại vì cái station, cái từ arrive đó khi các bạn dùng đến đó, đến một nơi nào đó đó, thì các bạn dùng at khi mà cái chỗ này nó là một cái location nha các bạn. Nó là một cái location. Ví dụ mình nói là nhà hàng sân bay đi, thì nó là một cái địa điểm. Còn nếu mà các bạn nó dùng in á, thì các bạn dùng cho cái area là một khu vực ha. Ví dụ mà nó đến thành phố thì là arrive in the city ha. Ở đây từ max này nó không hợp lý rồi, do vậy các bạn phải chọn câu A nha, get to ha. Number 9, see one of the rated. Các bạn thấy không? Một trong những, vậy thì cái vế phía sau này nó phải là một danh từ số nhiều ha. Tại đây nó là tính từ rồi. Vậy thì nó chỉ có là cái, xin lỗi bạn, mình chỉ có see thôi nha. Mình chỉ có see và đi là cái danh từ số nhiều thôi. Đây là số ít không dùng được, đây là động từ rồi. Vậy thì đây đó các bạn phải chọn là performer cho các bạn, đây là người mà ha. Còn performance là cái sự trình diễn. Ý nói là cô này là một trong những cái người mà trình diễn mà hay nhất các bạn ha. Mà xuất hiện ở trong cái sân khấu này. Rồi các bạn nhìn cái câu số 10 nha các bạn. Rồi chúng ta phải đọc xem cái nghĩa của cái thông báo này là gì ha. Cái cô Miss Hoskins này đó, cô thông báo cho tất cả các học sinh là như thế này các bạn. Trước cái kết thúc học kỳ đó, trước khi kết thúc học kỳ đó, làm ơn trả lại tất cả các sách mà bạn đã mượn từ thư viện, hoặc là gặp một người nào đó ở tại cái quầy đó, ở tại cái bàn đó các bạn. Nếu mà bạn muốn có chúng tức là chúng ở đây tức là cái sách mà mình đã mượn đó các bạn nha. Cho cái mùa hè holiday, có nghĩa là sao? Có nghĩa là nếu mà các bạn mượn sách trước đó thì các bạn phải trả
các bạn đem trả ha, trước cái kết thúc năm học, kết thúc cái học kỳ. Nhưng mà nếu mà chúng ta muốn giữ cái đó đó thì chúng ta phải đến cái bàn đó, chúng ta gặp một người đó ha, để chúng ta yêu cầu là chúng ta sẽ phải giữ những cái đó cho cái kỳ hè. Vậy để mà xem cái nào hợp lý các bạn. Câu A là nếu mà có những cái cuốn sách mà bạn muốn thì hãy mượn chúng trước khi cái này không hợp lý các bạn. Câu B các bạn, bạn phải đem trả lại tất cả các cuốn sách thư viện mà bạn có trước khi mùa hè. Cái câu này thì nó cũng không hợp lý các bạn, tại vì nếu mà chúng ta muốn giữ thì chúng ta đến ta gặp thôi, nhưng không nhất thiết chúng ta phải đem trả. Câu C các bạn, để mà giữ bất kỳ cuốn sách thư viện nào cho kỳ nghỉ hè đọc ở kỳ nghỉ hè đó, thì bạn không cần thiết phải hỏi. Cái này sai nhưng các bạn phải đến bạn hỏi mà, yêu cầu mà. Câu D các bạn, bạn có thể giữ những cuốn sách từ thư viện này cho tới khi bạn kết thúc mùa hè. Cái này hợp lý nha các bạn ha. Chọn câu đi là hợp lý ha. Mặc dù là nó không có đúng nghĩa lắm, nhưng mà mình thấy câu đi này nó là cái nghĩa tốt nhất trong so với lại cái thông báo này ha các bạn. Có nghĩa rằng là nếu mà các bạn mượn sách thì các bạn có thể, một là các bạn đem trả trước cái đó, nhưng mà nếu các bạn muốn giữ lại tới mùa hè thì các bạn gặp một ai đó các bạn xin giữ lại ha, vẫn được. Rồi chúng ta nhìn vào phần tiếp theo các bạn, thì phần này người ta yêu cầu chúng ta hoàn thành một cái bài đối thoại nha. Từ câu A tới câu G. A tới G các bạn. Rồi chúng ta nối vô ha. Để các bạn nhìn câu A là người ta làm sẵn rồi các bạn, câu zero nè. Hi Jenny. Chào Jenny. Bạn định làm gì? Chúng ta sẽ làm gì vào cái ngày thứ bảy? Tính sale đây là cái câu đề nghị nha. Sẽ làm gì vào ngày thứ bảy đây? Thì Jenny nó nói là I don't know, tôi không biết. Chúng ta có thể đi xem phim. Đây là một câu đề nghị luôn ha các bạn. Rồi, để Tom mới trả lời các bạn. Tôi không có thích. Don't fancy các bạn, tức là mình không thích đi xem phim. Could you go to the football match? Chúng ta có thể đi xem, đi tới một trận bóng đá không các bạn? Tức là đi xem một trận bóng đá được không? Thì con Jenny nó trả lời làm sao? Cái chỗ này là Tom nha các bạn, chỗ này chắc mình nghĩ là Tom mới trả lời nha các bạn ha. Tom, chúng ta đọc cái câu trả lời của Tom nha các bạn. Red, tuyệt vời. Bạn sẽ thích nó, Jenny à. Đứng trong một cái đám đông và la hét á, thì sẽ làm cho cái game nó càng hào hứng hơn. Vậy thì xem cái chỗ này bạn sẽ thích nó. Vậy thì xem cái chỗ này Jenny nó trả lời như thế nào các bạn. B là không phải, đây là câu hỏi đi nha. Ở câu C là no I don't like football, let's do something else, không hợp lý nha các bạn. Câu này không hợp lý, câu C không hợp lý, tại vì con Tom nó là red, tức là con Jenny nó cũng có vẻ như đồng ý nha. Thì cái câu đi này không hợp lý nha các bạn, nó hỏi giờ mà, thằng này nó không có trả lời giờ hơn các bạn. Vậy thì câu này chúng ta phải nói là câu Y là hợp lý ha. Y hơn các bạn, con này nó nói là ok nè, được, ha. Tức là con này nó nói là trước giờ nó chỉ xem trên TV thôi, giờ đi xem ngoài đời, ngoài xem đá thực. Câu số 2 các bạn, rồi các bạn xem Tom nó cho nói là nó sẽ kích hợp là bắt đầu như các bạn lúc 7 giờ. Vậy thì cái câu này con Jenny nó phải hỏi về giờ ha. Chúng ta nếu vừa thấy cái câu hỏi giờ là câu đi nè các bạn. Các bạn chọn đi ở đây là hợp lý ha. Câu Y chọn rồi, câu đi chọn rồi ha, câu A chọn rồi. Rồi các bạn nhìn câu số 3 các bạn. Ở cái chỗ này là Tom nó trả lời nha các bạn, chắc đánh máy nó bị lật. Tom trả lời sao các bạn? Không, chúng ta cần phải đi sớm hơn các bạn, để mà có cái chỗ ngồi tốt. Hãy đi vào lúc, rời đây tới mình rời nhà các bạn. Hãy bắt đầu đi vào lúc 5 giờ 30 đi. Vậy thì xem. Vậy thì cái câu này con kia nó, con Jenny nó phải là câu F nha các bạn. 6 giờ, vậy thì 6 giờ, hẹn 6 giờ được không ha? Câu đề nghị mà các bạn, how about mà. Vậy cái này chuẩn F nha các bạn. Câu số 4 các bạn. Tom mới trả lời là khoảng 90 phút. Vậy thì cái chỗ này con Jenny nó hỏi về là cái độ dài thời gian ha. Vậy thì mới thấy là cái câu này các bạn chọn B nha các bạn, thấy không? How long nè, cái trận đấu kéo dài bao lâu? Này các bạn. Thì đối với cái dạng này, nếu mà các bạn nào mà thực sự ở cái trình độ két thì các bạn sẽ làm những cái bài này rất là dễ ha các bạn. Tức là trình độ A2. Rồi các bạn, bây giờ các bạn nhìn vô cái phần tiếp theo các bạn. Thì cái câu zero là người ta làm sẵn nha các bạn. Quần jean á là rất là phổ biến với những cái người trẻ các bạn. All over the world đã chọn này các bạn, trên khắp thế giới ha. Rồi các bạn nhìn câu số 1 đó. Một số người nói rằng jean á, quần jean á, nó là cái đồng phục của. Thì ở đây chúng ta thấy cái noun danh từ hả các bạn? Off, đây là một giới từ, vậy phía sau các bạn phải cần một cái danh từ. Vậy thì chúng ta thấy là cái dân g đây là cái tính từ so sánh hơn, là người trẻ hơn là không dùng được, dân nghịch là so sánh nhất. Từ dân ở đây cũng là trẻ không dùng được hả? Các bạn phải chọn là câu A nha các bạn, youth của giới trẻ các bạn. Câu số 2. The story of jeans started. Rồi, cách đây 200 năm hả các bạn? Thì các bạn thấy là lost nó đi với là lost job, những cái này không dùng được ha.
Much thì cái nó đi điều lại danh từ là đếm không đếm được nha các bạn. Ở đây là chun with years đếm được mà. Most là hầu hết ha. Và cái từ đi là almost thì các bạn chọn đi là hợp lý hơn các bạn. Tức là gần 200 năm đó, cách đây gần 200 năm rồi. Rồi các bạn nhìn câu số 3 ha. Đó, các bạn xem. His name was Levi-Strauss. Cái tên của anh ta đó là Levi-Strauss gì đó. They were so strong. Đây là tất cả quần jean các bạn. Nó rất là khỏe, rất là mạnh đó các bạn. Cho nên những cái quần jean của Levi đó nó trở nên là phổ biến với những cái người đào vàng nè, nông dân và những người chăn bò. Vậy thì ở đây chúng ta thấy là cái kết quả là bởi vì mấy cái quần jean nó khỏe hơn các bạn. Cái quần jean nó khỏe, nó cứng cáp đó. Thì cho nên những cái người mà đào mỏ hoặc là nông dân hoặc là những cái người mà chăn bò họ dùng nó. Vậy thì chúng ta xem cái cấu trúc nào, các bạn phải chọn because là bởi vì nó có cái nguyên nhân và kết quả mà. On đầu là mặc dù rồi, but là nhưng, so là vì thế không dùng được. Nghĩa nó không hợp lý hơn các bạn. Đồng thời nhìn cho câu số 4 nè các bạn. 6 years. Là 6 years later hơn các bạn. Các bạn phải dùng là later, 6 năm sau. Late là trễ các bạn. Còn latest là cái mới nhất, gần nhất. Còn cái last là cái cuối cùng nè. Câu số 5 các bạn. Để các bạn thấy cái từ begin ha. Chúng ta nhớ cái từ begin. Begin các bạn. Hay là từ start. Hay là từ continue. Continue. Thì cái này đi theo sau nó các bạn có thể dùng là verb ing hoặc là to infinitive nha các bạn ha. Hay là to verb nha các bạn. Vậy thì chúng ta xem cái chỗ nào ở đây chúng ta phải chọn của ai nha các bạn. Tại nó không có cái nó chuyển to where nè các bạn ha. Quy định là như vậy đấy. Rồi các bạn nhìn vô cái phần bài đọc. Thì đối với phần bài đọc á, thì các bạn đọc cái câu hỏi trước ha các bạn. Rồi sau đó chúng ta kiếm chiết xuất cái thông tin từ trong cái bài ha. Rồi chúng ta nhìn đến câu số 1 các bạn. Ở câu số 1 này đó là how many paper bags, tức là có bao nhiêu cái túi giấy đó và tờ báo giấy mà người ta trên tức là người ta trên khắp thế giới đó dục đi bao nhiêu cái túi giấy và cái tờ giấy báo mỗi ngày các bạn. Thì các bạn xem cái khúc nào nói cái đó. Câu đầu tiên các bạn, mỗi ngày của một năm trên toàn thế giới các bạn có khoảng 20 triệu cái túi giấy và cái tờ giấy giấy báo các bạn là bị dục đi. Vậy thì đem nó xem khoảng 20 triệu. Vậy thì các bạn phải chọn đi nhé các bạn, nearly nè. Nearly tức là gần đó. Làm tôi nhìn như câu số 2 các bạn. Để tiết kiệm tiền và nhân công, labor là nhân công nhé các bạn, nhiều quốc gia. Rồi. Câu A đó là bảo cho người ta là sử dụng ít giấy hơn. Câu B đó là có kế hoạch để tái chế các giấy phế liệu đó các bạn. Câu C đó là yêu cầu người ta là cắt chặt cây nhiều hơn. Cái này không hợp lý nha các bạn. Câu D đó là làm những cái kế hoạch để mà sản xuất cái bóp là cái bột đó các bạn, cái bột để làm giấy, cái bột giấy đó. Để mà xem cái chỗ nào các bạn. Câu số 2 này các bạn. Ở making paper tức là cái việc làm giấy nó đòi hỏi rất là nhiều cái bột gỗ các bạn. Bóp ở đây rất là cái cục bột gỗ đó. Và công việc của hàng triệu nhân công. Nhiều quốc gia đó đã lên kế hoạch để mà tái chế các giấy phế liệu đó để mà tiết kiệm tiền và nhân công rồi, các bạn tái chế này các bạn thấy không? Vậy thì đấy thấy nó đập các bạn chọn B là hợp lý nha. Câu số 3 các bạn, các nhà máy giấy paper mills là cái nhà máy giấy các bạn tái chế bao nhiêu cái giấy phế liệu? Rồi chúng ta xem cái khúc nào nói cái đó bạn. Đây các bạn, đoạn số 2 dòng số 3 hả các bạn. Paper mills tức là các nhà máy giấy đó recycle là tái chế đó lên đến là 60% giấy phế liệu không các bạn, 60%. Mình gọi là ve chai đó các bạn. Thì các bạn phải chọn là 60% nha các bạn ha. 60% nè. Các bạn nói trong đây nói nè các bạn ha. 60% nè. Rồi các bạn nhìn như câu số 4 các bạn. Cái từ ít đó, trong dòng số 6 nó muốn ám chỉ tới cái gì? Đây các bạn từ ít ha. Các bạn nhớ là cái từ ít đó, là nó thay thế cho một cái danh từ số ít ở phía trên. Hoặc là danh từ không đếm được ở phía trên. Thì các bạn phải đọc nha các bạn. Cái công việc đơn giản của họ là lấy đi cái mực. Tức là mình loại bỏ cái mực đi. Take away là remove đó. Tức là loại bỏ cái mực đó đi. Break it up, làm vỡ chúng nó ra. Tức là mình phân nhỏ nó ra các bạn, làm vỡ chúng ra. Và biến chúng thành một cái bột lần nữa các bạn, cái bóp lần nữa. Vậy thì cái ít ở đây đó là nó thay cho cái waste paper nha các bạn, đang nói về cái việc mà tái chế mà. Đó các bạn. Cái waste paper phía trên này các bạn. Tại cái câu phía trên nó nói nè các bạn ha. Tái chế 60% cái giấy ha. Vậy thì ở đây đó chúng ta sẽ lấy cái chỗ này các bạn phải chọn là waste paper nha các bạn ha. Còn nếu mà các bạn chọn in thì nó không hợp lý nha các bạn. Cái mực mà làm sao chúng ta có thể mà bẻ vỡ nó ra được các bạn.
Câu số 5. Cái nào theo sau, cái câu nào theo sau là không đúng mà. Các bạn nói câu A không? Hàng triệu cái túi giấy đó được dục đi mỗi ngày. Cái này đúng nha các bạn. Các bạn đọc cái đoạn em thấy nè. Cái này đúng, ta không chọn nha. Câu B các bạn. Cái việc làm giấy đòi hỏi nhiều nhân công, cái này đúng nha các bạn. Đoạn nãy ta nói cái câu số 2 này các bạn không? Ta đọc nãy đó là đòi hỏi nhiều nhân công và tiền bạc các bạn. Câu C các bạn. 2 tấn giấy tái chế ta tiết kiệm được là 24 cái cây. Chúng ta xem cái khúc nào nói cái đó. Đây các bạn. Cái dòng thứ hai thì dưới đếm lên các bạn. For every ton of recycled newsprint, tức là cho mỗi cái tấn mà cái giấy cái giấy mà cái giấy mới mà tái chế đó các bạn, cái giấy mà tái chế đó thì 12 cái cây có thể được cứu. À vậy thì chúng ta xem mà. Vậy thì 2 tấn giấy là chúng ta cứu được, đúng nha các bạn, cái này đúng nha. Tức là 1 tấn thì là cứu được 12 cái cây, vậy thì 2 tấn là 24 cái cây là đúng rồi. Câu D các bạn. Người ta đó trồng nhiều cây hơn để mà làm nhiều giấy hơn. Đây các bạn, dòng cuối cùng, câu cuối cùng các bạn. Chúng ta có thể tin rằng là nhiều giấy, tức là người ta càng tiết kiệm nhiều giấy thì càng nhiều cây được bảo vệ ha các bạn, càng reserve ở đây được giữ gìn á. Vậy thì cái chỗ này là sai nha các bạn, các bạn chọn đi là sai ha. Không phải trồng nhiều cây để làm nhiều giấy hơn các bạn, mà chúng ta phải tái chế nhiều hơn để mà tiết kiệm cây ha các bạn, không có chặt cây. Rồi chúng ta nhìn vô phần viết ha các bạn. Thì phần này người ta yêu cầu chúng ta rearrange, các bạn là sắp xếp lại các từ người ta cho đó thành một câu có nghĩa, người ta làm cho câu các cậu hơn cái câu này, câu ví dụ người ta làm nữa các bạn. Vậy thì câu số 1 các bạn. Bin đây là cột 3 nha các bạn, verb 3 ha. Vậy thì ở đây nó là một passive hoặc là cái present perfect thôi. Các bạn thấy có từ has không? Vậy thì chúng ta thấy là cái has đi chung với bin nha các bạn. Has been nha. Chúng ta thấy có for 6 year này các bạn ha. 6 năm thì 6 năm nó phải đi chung nha các bạn ha. Cái 6 năm này các bạn phải xếp nó vô chung nha các bạn, 6 years. Các bạn phải xếp nó vô trước nha. Thì 6 năm là độ dài thời gian, vậy trước đó các bạn phải nói là for nha các bạn. Vậy thì đến đó là Julia là chủ ngữ rồi ha. Julia chủ ngữ thì động từ hơn các bạn, thì các bạn là Julia has been. Vậy thì cái working này các bạn bỏ ở đây nha các bạn ha, working. Present perfect continuous nha các bạn. Các bạn chúng ta muốn diễn tả một cái hành động mà nó bắt đầu trong quá khứ, nó kéo dài tới hiện tại nha các bạn. Và nó vẫn còn có thể tiếp diễn trong tương lai nữa. Has been working. Vậy thì cái thời gian này nó nằm ở cuối nha các bạn. Thời gian lúc nào cũng nằm ở cuối không? For 6 years. Vậy thì còn lại từ for và từ this company thôi, thì các bạn nói là for this company ha. Rồi, các bạn thấy hợp lý không các bạn? Julia đã đang làm việc cho cái công ty này 6 năm rồi. Chúng ta nhìn cái câu số 2 các bạn. As for expensive televisions this time. Cái gì đó A2 đi David Hoang các bạn, người ta cho ra ngoài đâu đi chứ. Vậy thì đi đây là cái số nhiều các bạn, nó đi cái gì ha? Vậy các bạn thấy cái tranh từ đó số nhiều thì các bạn phải chọn đi television nha các bạn, những cái tivi này ha. Rồi ta chúng ta thấy là có to be ha. Vậy thì chúng ta sẽ là cái từ expensive này nó là tính từ, vậy thì phải đứng sau to be ha. Vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng là ở đây nó chỉ có một cái động từ thôi, thì các bạn phải đổi đây là A ha. Rồi các bạn thấy là đây nó có chữ to nữa nè, các bạn để ý. Vậy thì bao nhiêu là too expensive nha. Chúng ta có cấu trúc là sao ạ? Chúng ta có cấu trúc là too các bạn, cùng với adjective hay adverb. Rồi các bạn có cùng với too for somebody to do something nha. Tức là nó quá sức với ai đó ha. Nó quá cái gì đó với ai để mà chúng ta không làm được nha các bạn. For somebody to do something. Thì các bạn đừng theo cấu trúc thôi. Các bạn tính các bạn ở đây nó đây sao gọi là expensive nha. Thấy từ us nên nó là một cái object nha các bạn. Thì các bạn nói là for us nha. To do something đây là buy là động từ nè. Thì các bạn nói là to buy. Không các bạn. Rồi có thứ at ha. At this time vào thời điểm này ha. Thời gian lúc nào cũng đứng cuối mà các bạn. Thì các bạn điểm xem có đủ không các bạn. The television are too expensive. Mình xin lỗi cái chỗ này các bạn. To nha, mới đúng nha. Nó quá mắc đối với cho chúng tôi để mà mua vào cái thời điểm này. Đồng ta nhìn câu số 3 các bạn. Nó có từ because nha các bạn, bởi vì nói mà như vậy đó, mà cái because này nó không viết hoa mà nó nằm đâu đây nè. Thì ta nhớ là because này nó kết nối hai cái mệnh đề nha các bạn, nó nguyên nhân mà. Tại vì thì câu này nó sẽ có hai chủ ngữ và hai động từ. Vậy thì các bạn thấy là bởi vì là nó nguyên nhân nha các bạn. Rồi. Vậy thì ở đây các bạn sẽ thấy là từ đây đến người ta không viết hoa, vậy nó phải nằm đây nha các bạn.
Vậy thì cái the proud đây là chủ ngữ nằm đây các bạn. Tức là gia đình proud đó. Gia đình proud, the proud gì đó. Để các bạn nói là bữa tiệc nè. Rồi a lot of, các bạn a lot of cái gì chung nè. A lot of. Thì phía sau nó bắt buộc phải là một danh từ ha. Vậy thì các bạn phải chọn từ food là hợp lý. Nó bắt tiệc đây là số nhiều. Các bạn phải có là phải thêm s vào nha. A lot of food đi chung nè các bạn. Rồi các bạn có thấy từ a ha. Rồi các bạn thấy là going. Vậy thì cái chỗ này là to, nó tức là be going to ha. Vậy thì cái chỗ này mình sẽ chúng ta sẽ phải hiểu rằng là cái gia đình này đó đã mua ha các bạn, đã mua nhiều thức ăn các bạn, bởi vì họ định tổ chức party ha. Các bạn thấy không ạ? Nhiều thức ăn nó có từ buy nè, có từ bought nè các bạn ha. Và từ bought ở đây đó, vậy có từ have nữa, vậy thì là have bought nè các bạn. Vậy thì cái chỗ này mình sẽ phải viết là như thế này. Tức là nguyên nhân và kết quả mà. Gia đình proud đã mua nha các bạn. Have bought a lot of food because họ be going to mà các bạn không? Thì sau đây phải nguyên mẫu thì những các bạn phải bỏ cái từ have đây này. Have a party nha các bạn. Các bạn thấy viết này hợp lý không? Tức là gia đình Brown đó là đã mua nhiều thức ăn là bởi vì họ sắp có một cái họ định đó, họ định tổ chức một bữa tiệc. Rồi các bạn nhìn vô cái phần tiếp theo các bạn. Ở phần này đó, người ta yêu cầu chúng ta là viết lại một cái câu các bạn ha, bằng cách là sử dụng những cái manh mối người ta cho mà viết lại cái câu các bạn mà người theo một cách khác các bạn mà nghĩa nó không thay đổi. Rồi câu này người ta làm ví dụ cho chúng ta nè ha. Rồi các bạn nhìn câu số 1. What's the weight? Ở đây là cái cân nặng nha. Vậy thì người ta hỏi là cái cân nặng của cái vali của bạn đó là nhiêu. Vậy thì chúng ta nói từ weight, đây là động từ ha. Vậy thì chúng ta nhớ là động từ các bạn nói là nó khoảng how much nha các bạn. Does your suitcase weigh nha các bạn ha. Tức là cái ý nói cái vali của bạn cân nặng bao nhiêu. Câu số 2 các bạn. Ở cái thời gian đến của cái chuyến bay Hà Lan là lúc 8 giờ, người ta cho tới arrive sẽ là động từ thêm chia nha các bạn. Vì cái động từ chỗ về cái chủ ngữ nó gọi là số ít ha. Vậy thì cái chỗ này các bạn nói là mình nếu mình nhớ không lầm cái Hà Lan là nó chỉ có một chữ L thôi các bạn. Người ta viết đây hai chữ L, chắc lỗi đánh máy thôi, mình cứ viết lại thôi. Thì cái chỗ này chúng ta sẽ viết lại rằng là cái chuyến bay của Hà Lan là đến lúc 8 giờ các bạn. Tức là Hà Lan flies arrives. Trong nhớ lúc 8 giờ có nó là at nha các bạn không? Có thời gian mà. At 8. Các bạn nhớ viết câu xong các bạn phải chấm nha các bạn. Chứ không có là các bạn có thể bị trừ điểm nữa. Câu số 3 các bạn. Barbara is more intelligent than Mike. Cái là Barbara đó thì nó thông minh hơn Mike. Thì người ta cho đến ta isn't. Vậy thì mình muốn so sánh là bằng và không bằng. Chúng ta nhớ so sánh bằng chúng ta cấu trúc là as. Chúng ta cộng với là adjective. Hay là adverb. Cộng với as hoặc là so as cũng được. Phủ định thì chúng ta thêm vào phủ định thôi. Thì chúng ta nhớ. Vậy thì cái câu chúng ta biết là chúng ta phải biết là Mike nó không có thông minh bằng Barbara hả các bạn. Vậy thì mình sẽ nói là Mike isn't as intelligent as Barbara. Nha các bạn. Đó. Rồi bây giờ chúng ta nhìn vô cái phần tiếp theo là cái phần mà chúng ta yêu cầu chúng ta là viết một cái lá thư. Thì nó chỉ có 25 tới 35 từ thôi các bạn. Tức là các bạn viết tầm khoảng cỡ chừng 3-4 câu. Nội dung cái lá thư nó như thế này. Tức là chúng ta nhận được cái lá thư của Jack. Hai là tôi định đi nghỉ vào tuần tới. Tôi sẽ đi nghỉ vào tuần tới. I'm going on. Tức là cái này cái kế hoạch này nó đã sắp xếp rồi nha các bạn. Sắp xếp sẵn rồi. Tức là nó đặt vé, đặt phòng khách sạn sẵn rồi. Nên mới dùng cái present continuous nữa các bạn. Chờ chúng tôi sẽ đi nghỉ vào tuần tới. Đi nghỉ hè vào tuần tới, đi nghỉ đó, tuần tới ở Scotland với gia đình tôi. Là chúng tôi sẽ đi bằng xe lửa. Bạn sẽ đi nghỉ ở đâu? Và bạn định làm gì ở đó? How will you get there? Đến đó bằng cách nào là mới viết sớm. Ở đây nó có 1, 2, 3 câu không các bạn? Thì các bạn trả lời thôi các bạn. Các bạn viết ra. Thì khi mà các bạn viết ra cái này đó, các bạn nhớ rằng là như thế này. Cái đi ở đây các bạn chắc là trả lời đấy, đương nhiên các bạn phải trả lời là Jack rồi, đi Jack này các bạn nhớ phải nha các bạn. Thì cuối câu đây các bạn để tên các bạn vô không, ví dụ các bạn tên là ví dụ Nam đi à, các bạn để cho nhớ nha, cái
cái sườn nó là như vậy các bạn. Thì đầu tiên vô các bạn phải nói, ví dụ như một câu là, ví dụ các bạn nói là I'm glad to hear that you are ví dụ mình nói là having hay là going, các bạn tùy các bạn đó. You are going on holiday ví dụ nó abroad, ở nước ngoài, ví dụ như vậy ha. Ví dụ như vậy ha. Rồi sau đó cái câu mở đầu của lá thư như vậy ha. Tức là mình rất vui khi mình nghe được là mình cái người bạn mình á có một kỳ nghỉ đi nước ngoài các bạn. Ví dụ như mình nói là nó ở Anh, các bạn đi Scotland, đi nước ngoài, ví dụ như vậy, tùy ha. Rồi bây giờ cứ những câu tiếp theo để các bạn trả lời cho cái câu hỏi đó thôi, tùy ha. Thì cứ như một các bạn viết ra, chúng ta nhớ là khi một câu chúng ta viết ra đó, một câu nó bắt đầu bằng chữ viết hoa nữa các bạn, và kết thúc bằng một dấu chấm nữa, các bạn thấy không, một chữ viết hoa, một dấu chấm ha. Thì một câu đó ta nhớ là như thế này, sentence đó, thì nó bằng với lại clause cộng với clause. Tức là một clause là phải có chủ ngữ và động từ ha. Chủ ngữ và động từ thì tùy theo câu nhé các bạn. Ví dụ như câu này mình viết nó có hai clause này các bạn, nó có hai clause, nó có hai chủ ngữ và hai động từ. Đây một chủ ngữ, đây một động từ, phía sau ở đây nó có một chủ ngữ và đây là một động từ nữa các bạn, thấy không ạ? Thì tùy theo, thì các bạn viết đúng một câu tiêu chuẩn là như vậy. Thì các bạn chỉ cần trả lời đầy đủ các cái ý đó thôi. Đó, mình thấy là các bạn đó đủ từ rồi ha. Tức là các bạn đi đâu, các bạn rồi các bạn làm gì ở đó, rồi các bạn đi bằng phương tiện gì, là nó đủ 25 tới 30 từ rồi. Thì nếu các bạn nào đã từng thi két ha, thi két tức là thi trình độ A2 đó, thì các bạn sẽ thấy rằng là luôn luôn có cái phần viết đó luôn luôn là như vậy các bạn. Thì đối với mình á, thì theo mình thấy nhận xét cái đề này đó, thi vào lớp 6 của trường Molonosov này, thì các bạn nào có trình độ A2 thực sự đó, thì tức có nghĩa là khi các bạn thi A2 mà các bạn làm được 80% cái đề thi A2, thì các bạn có thể làm được cái đề này rất là dễ dàng. Thì đó là cái nhận xét của mình về cái đề thi này. Các bạn nghĩ sao về cái đề thi này, các bạn có thể để lại bình luận của các bạn bên dưới. Thanks for watching.